Đây, lúc nãy lúc chiều mình đi bắt được bao nhiêu đây cũng còn gió nữa các bạn. Giờ mình làm đỡ ra mang đây. Bắt này khoảng nửa tiếng là được nhiêu này nữa. Wow, cũng nhiều rồi, cũng 20 con rồi. Càng làm thì bạn bỏ ma với là cái yếm ở dưới thôi, còn lại giữ hết, càng quay vào giữ lại ra mang ngon lắm các bạn. Đào con này cũng chung là các bạn biết thì đào cũng dễ thôi, với cái bay hoặc là cái gì hoặc thì nhọn nhọn nó đào cũng hàng, con hàng lớn như con lớn cái này thì sau cũng cả cánh tay đúng không ạ, cũng mệt đấy. Này là gạch của nó này, đỡ đổi mình bỏ vô sau khi mà ram còn chín rồi đấy, lấy gạch mình bỏ vô luôn. Hoặc là các bạn bỏ trước vào tao cũng được, không sao hết. Đây, bỏ chén vào đây. Mấy con mình bắt sớm nó bị chết rồi. Con này là con cái này, cái yếm của nó bự luôn rồi, các bạn thấy cái yếm của nó bự, cua hoặc hiểu gì. Cái yếm nó bự ngang qua này thì là con cái, còn mà cái yếm nó nhỏ có chính giữa không là cũng được không các bạn. Thường gạch thì chỉ có ở con cái thôi, gạch là những trứng của nó đấy, nhưng mà con này không có gạch rồi. Các bạn lột bỏ cái này đi, bỏ hai cái trên này đi, chỉ là mấy cái bóng đáy của nó này, rồi bỏ yếm bỏ mai rồi còn như thế này đây. Bạn có thể xay nấu canh hoặc là ram mặn nữa đây. Mấy con nhỏ gì nó ăn giòn mềm ngon các bạn. Mấy đứa nhỏ đó, mấy bé vậy dễ ăn. Còn mấy con bự thì đôi khi xương nó hơi cứng đấy, mấy bạn nhỏ khó ăn. Mình bắt đứa nhỏ ăn nên mình bắt luôn mấy con nhỏ gì luôn để cho nó ăn dễ ăn các bạn. Đây, cua chín rồi đó. Ăn thử cái càng đi. Ngon. Lắm.